Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 26. Chương 251, Huyết thực đại công, 1. Ngưu gia vịnh này, ta sợ là trong thời gian ngắn không thể quay lại được nữa. Mặc dù may mắn thoát chết, nhưng trong lòng Hồ Ma vẫn vô cùng kích động, đầu óc không ngừng nghỉ được. Sâu sắc cảm nhận được sự bá đạo của pháp môn trấn tuế của Hồ Thị, nhưng cũng nhận ra được sự nguy hiểm trong đó, thứ ở trong dòng sông đó. Hẳn là đã hận thấu mình rồi, mặc dù trong gang tấc đã thoát ra được, nhưng sau này gặp lại, cũng chưa chắc sẽ yên ổn. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chân cũng không dám dừng. Họ chạy một mạch 4-5 dặm, xung quanh đã sáng sủa, chiếu lên mặt ấm áp. Cũng không thấy có tiếng quỷ khóc sói gào hay động tĩnh truy đuổi của thanh y bang nào nữa, Hồ Ma và những người khác mới chậm rãi bước chân lại, nhìn nhau. Mọi người đều nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của nhau, Hồ Mã từ khi đến đây cũng chưa chào hỏi Dương Cung một cách đàng hoàng, nhưng bây giờ lời nói đã ở trên môi, bọn họ lại không biết nên nói cái gì. Thật đáng xấu hổ a. Hồ Ma dừng lại một chút, mới cười phá vỡ sự im lặng, nói: Dương huynh, chúng ta mới uống với nhau một bữa rượu, huynh đã lừa ta một vố lớn, không có nghĩa khí nhỉ. Dương Cung vốn cũng không biết nên nói gì, nghe câu này của hắn mới đột nhiên bật cười: Sao lại nói là lừa ngươi, trước đó không phải đã nói là cùng nhau lập đại công sao, không liều mạng thì công lao từ đâu mà có. Nói xong hai người mới cười ha ha, tiến lên ôm nhau, vỗ vai nhau một cái. Theo lẽ thường thì quan hệ của hai người cũng không sâu đậm đến vậy, nhưng trước tiên đã trải qua chuyện sống chết này, ngược lại lại trở nên thân thiết hơn. Đây là huynh đệ của ta, Thẩm Bổng Tử. Ôm xong, mọi người cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, vẫn bước nhanh về phía trước. Dương Cung liền giới thiệu người đệ tử Hồng Hương bên cạnh mình. Nói, ta và hắn, còn có Ngưu Giác, Chu Đại Trường Tử bốn người, là huynh đệ kết nghĩa, cùng nhau chạy ra, làm nên chuyện này. Như lão Giác chết ngay tại mỏ huyết thực, Chu Đại Trường Tử cũng chết ở Thủy Thần Miếu, giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Hiện tại trong bốn huynh đệ chúng ta thiếu mất hai người, Hồ huynh đệ, có muốn gia nhập không? Thôi, không may mắn. Trong lòng Hồ Mã suy nghĩ rồi xoay người hướng Thẩm Bang Tử gật đầu, nói trước đây đã từng nhìn thấy, vẫn cười nói, mối quan hệ thế này còn có thể thêm vào. Thôi được rồi, không chiếm tiện nghi này. Ngoài miệng nói đùa, nhưng trong lòng nghĩ, bởi vì một hũ huyết thực như vậy đã chết hai huynh đệ của mình, bọn họ không khỏi có chút tiếc nuối. Dù biết việc lấy lại hũ huyết thực này về hẳn là một công to, nhưng việc này có thực sự đáng để mạo hiểm hai mạng sống không? Cũng giống như ta, nếu phải mạo hiểm tính mạng của Chu Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ vì mấy trăm cân huyết thực hoàn, thì ta. Bài toán khó này thật thử thách lòng người. Huynh đệ chúng ta đã thề, ai chết cũng đáng, những huynh đệ còn lại chỉ cần còn hơi thở, cả đời sẽ đốt hương cho người đó. Dương Cung dường như nhìn ra vẻ lo lắng trên mặt Hồ Ma, nhẹ giọng nói, hơn nữa, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thà rằng liều mạng để đổi lấy phú quý, còn hơn là chết không kịp ngáp ở cái xó xỉnh nào đó. Hồ huynh đệ có lẽ không biết, lúc đó 15-16 người chúng ta bị mua vào, giờ chỉ còn sống sót có 7 người. Hồ Ma nghe xong, trong lòng không khỏi run lên, đệ tử Hồng Hương lấy mạng đổi lấy phú quý, câu nói này quả thực không sai chút nào. Trở về trang trại rồi nói sau. Đến giờ, trong lòng cũng không dám chủ quan, chỉ dừng lại thở phào một hơi mà thôi. Trong lòng cũng thực sự lo lắng, nhớ đâu thanh y bang lại vượt sông đuổi theo, nên tiếp tục bước nhanh. Đồng thời Hồ Ma để Tiểu Hồng Đường đi trước một bước, chạy về trang trại báo tin, để mấy người Chu Đại Đồng dắt ngựa ra đón. Hai bên nhanh chóng gặp nhau ở bên ngoài 40 dặm, sau đó không dừng lại, trực tiếp cưỡi ngựa, thẳng tiến vào trang trại. Thắp đèn. Khi Hồ Mã tiến vào trang trại, hắn cũng không dừng lại, lập tức ra lệnh cho đám người. Trời đã sáng, thắp đèn lồng là vi phạm nội quy, nhưng đám tiểu nhị không dám hỏi gì thêm nên đốt đèn lồng đỏ rồi treo lên. Yên ổn rồi, Hồ Mã đến tận lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vào trang trại và thắp sáng những chiếc đèn lồng đỏ, bất kể là người sống hay ác quỷ, cũng không thể cướp được hũ huyết thực này nữa. Trước đó ở bên ngoài là đi ra địa bàn chung của mọi người, ngươi có thể cướp đi thì đó là của ngươi.
Sau cùng thì hai bên cũng chỉ vì ngươi giết đệ tử của ta, ta cướp đồ của ngươi mà cãi nhau, nhưng nói về quy củ thì không ai nói được gì. Nhưng giờ, nếu lại vào trang trại cướp huyết thực thì đó là xé rách mặt, chuyện này cũng không còn là chuyện ở cấp độ huyết thực nữa. Ngươi là đánh trang trại của ta, ngươi là đánh vào mặt Hồng Đăng nương nương của chúng ta. Còn Dương Cung cứ ôm cái vò lớn lồ, mãi đến khi nhìn thấy hồ ma thắp đèn lồng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trưởng quỹ của trang trại này đâu? Hắn vẫn ôm võ huyết thực khư khư trên tay, lại quay người trái phải tìm kiếm, sao không đến gặp ta? Dương Cung là đệ tử Hồng Hương, trong Hồng Đăng hội có địa vị siêu nhiên, theo lẽ thường thì dù là trưởng quỹ của trang trại này, hay là quản sự trong thành, thân phận địa vị đều cao hơn hắn, có lẽ bản lĩnh cũng lớn hơn hắn, nhưng hắn sẽ không coi những người này ra gì. Chương 252, Huyết thực đại công 2. Bản tính kiêu ngạo và thẳng thắn, lại thêm lập đại công, tính tình càng thêm kiêu căng, vừa mở miệng đã muốn nói chuyện trực tiếp với trưởng quỹ trong trang trại. Ngươi đừng có mà la hét nữa. Hồ Ma nói, trưởng quỹ của chúng ta đang dưỡng thương, chuyện ngươi đến, ông ấy không phải không biết, nếu muốn gặp ngươi, đã sớm ra ngoài rồi, bây giờ không ra ngoài tức là không muốn gặp, chẳng lẽ trong trang trại này do ta ra mặt, còn không tiếp đón được. Ngươi sao? Tính tình của Dương Cung này, quả thực không thích hợp để giao thiệp với các quầy hàng trong Hồng Đăng hội, nơi coi trọng việc qua lại tình cảm cá nhân. Nhưng hắn lại nghe lời Hồ Ma, bị trách móc, chỉ cười nói, ta muốn cho ông ấy thấy công lao của ngươi. Sau này cũng biết thêm chút chuyện, đừng bắt nạt ngươi. Nhưng ngươi đã nói như vậy, vậy thì ta không tìm ông ấy nữa, được chưa? Cơm dù sao cũng phải ăn từng miếng chứ. Nấu cơm, đồ ăn thức uống trong trang trại đều mang lên cho Dương Đại Sư Huynh. Hồ Ma nghe vậy, cũng cười nói với Lý Oa Tử, trưởng quỹ không ra mặt, liền không dẫn Dương Cung vào nội viện, trực tiếp dẫn đến túp lều nhỏ của mình. Nhưng ngay lúc muốn mở cửa, thì thấy đối diện căn nhà, dưới chân tường, bỗng có một trận gió âm u yếu ớt thổi qua, một tiểu sứ quỷ đầu to chân què, vui mừng chạy về phía họ. Dương Cung lão ra cát tường, Hồ Ma đều sửng sốt, là tiểu sứ quỷ của Dương Cung sao? Hóa ra Dương Cung phái tiểu sứ quỷ ra ngoài báo tin, nhưng vì Thanh Y Bang đốt hương, tiểu sứ quỷ không dám về. Tiểu sứ quỷ này chỉ quanh quẩn trong trang trại, còn bị một đám côn đồ ở đây đánh một trận, giờ mới đợi được chủ nhân. Phi, hóa ra ngươi trốn ở đây. Dương Cung cũng nhìn thấy tiểu sứ quỷ của mình, giơ chân đá sang một bên, không thèm nhìn, đi vào nhà. Hồ Ma tò mò nhìn tiểu sứ quỷ chân què ủy khuất bị đá sang một bên, cười nói với Dương Cung, tiểu sứ quỷ này dù sao cũng đã báo tin, sao lại không đau lòng thế này. Nói đến là tức, Dương Cung vào nhà, trực tiếp ôm lấy cái vò, nằm xuống giường, thở dài than thở, nói với Hồ Ma, ngươi không biết nó đáng ghét đến mức nào. Bình thường cũng chỉ có thể báo tin, truyền lấy đồ vật thứ gì đó, thì thật là không chắc chắn. Hồ Ma có chút kinh ngạc nghĩ đến tiểu Hồng Đường nhà mình, tò mò hỏi, tiểu sứ quỷ còn có thể làm được nhiều như vậy sao? Đương nhiên rồi. Dương Cung nói, tiểu sứ quỷ chính là chọn những con quỷ và tà túy có thể nắm bắt được gốc rễ, sau đó luyện thành. Có con có thể chiêu tài, có con có thể trừ tà, có con có thể cầu phúc, có con có thể phòng thân. Bởi vì nó cần sự hỗ trợ liên tục từ chủ nhân, dính đầy dương khí nên nó có thể xuất hiện vào ban ngày. Nhưng mà, ngu ngốc nhất chính là loại chỉ có thể truyền tin này, quan trọng nhất là con quỷ của ta, tin tức truyền đi không đầy đủ. Nói với nó 10 chữ, có thể sẽ quên mất 8 chữ. Cũng không biết nó đã đổi qua bao nhiêu chủ nhân, đều là đệ tử Hồng Hương trước đây của ta, sau khi chết. Chỉ được nương nhờ ân sủng của nương nương mà đi lang thang trong thành, những người chúng ta đốt 2 nén hương, đều tùy ý lựa chọn ở trong số chúng. Chỉ tiếc là họ Trịnh kia keo kiệt, cố tình nhắm vào ta, người khác đều chọn hết rồi, ta mới nhặt được con còn lại này, ta muốn đổi, còn chưa có cơ hội đổi đâu. Hồ Ma nhìn ra bên ngoài, tiểu sứ quỷ què ngồi xổm dưới bóng tường, thật thà, im lặng, thở dài bất lực, lấy một miếng thanh thực từ trong bình gốm ở đầu giường mình, ném xa ra cho nó. Tiểu sứ quỷ ngẩn ra một lúc, thấy có thanh thực, mới phản ứng lại, nắm chặt trong tay, rồi vái lại, Hồ lão ra cát tường. Hồ Ma cũng có chút bất lực, cười nói với Dương Cung, vẫn khá thông minh, đều là những thứ đáng thương. Cũng chỉ có lúc xin huyết thực mới thông minh, lời hay ý đẹp, không biết học từ ai. Dương Cung lắc đầu, vẻ mặt không hài lòng,
nói với Hồ Ma, Hồ Huynh, vẫn là tiểu sứ quỷ nhà ngươi tốt hơn. Hiểu chuyện, cũng không đòi thưởng, huấn luyện thế nào, nhà ta không giống nhau. Hồ Ma nói, bà nhà ta là tẩu quỷ nhân, tiểu sứ quỷ là gia truyền. Tẩu quỷ nhân. Dương Cung nghiêm trang nói, đó là một pháp môn phi thường, nghe nói rất lợi hại, không trách được ngươi có thể trị tà túy. Hồ Ma đã sớm nghĩ đến cách trả lời, chỉ giả vờ không để ý cười cười, nói, đừng nói lợi hại hay không, bà ta cả đời tích góp, cũng chỉ để lại cho ta một thứ tốt như vậy. Một nén hương đó, chỉ cần đốt lên, tà túy bình thường đừng hòng đến gần ta. Nhưng mà, bây giờ nói cũng vô nghĩa, hương đã cháy hết rồi, dù sao cũng giúp các ngươi làm chuyện này, cũng không tính là uổng phí. Đây, Dương Cung nghe vậy, biểu cảm có chút ngượng ngùng, ngay cả Thẩm Bổng Tử bên cạnh hắn cũng không biết nói gì. Trước đó trốn khỏi sông, bọn họ đương nhiên nhìn thấy Hồ Ma vẫn luôn nắm chặt nhánh hương. Những thứ trong con sông đó, đặc biệt hung dữ, bản thân hắn có thể thoát khỏi con sông, hoàn toàn nhờ vào nén hương đó, giờ biết được đó là vật tổ truyền của Hồ Ma, nhất thời sửng sốt. Những thứ trong con sông đó hung dữ như vậy, nhưng nén hương đó lại có thể khiến nó không dám đến gần. Đây phải là thứ quý giá đến mức nào, những người từ dưới đáy xã hội bò lên, thiếu nhất là bảo bối, làm sao có thể không biết đau lòng. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 253, Huynh đệ nghĩa khí, 1. Hồ huynh đệ, ta không giỏi ăn nói. Dương Cung im lặng một lúc rồi mới nhìn Hồ Ma, nói, Dương Cung ta chẳng có mấy người bằng hữu, chỉ có mấy người huynh đệ này, nhưng rồi cũng chẳng biết lúc nào mất mạng. Ngươi là người bạn đầu tiên của ta chỉ gặp ngươi một lần, thế mà đã cầu xin ngươi đến cứu, nói ra thì thật ngại. Nhưng ngươi lại nghĩa khí như vậy, đêm hôm chạy đến, dùng bảo vật này cứu mạng huynh đệ chúng ta. Ngừng một chút, bỗng hắn đứng dậy, định quỳ xuống, tình nghĩa này, ta ghi nhớ trong lòng. Ồ, đừng làm thế. Hồ Ma thấy hắn đứng dậy thì để ý, thấy vậy vội vàng đỡ lấy hắn, tay kia giữ chặt Thẩm Bổng Tử cũng định quỳ xuống. Nói đùa thôi, dù sao cũng chỉ là một nén nhang, đâu có quan trọng bằng mạng huynh đệ. Nếu ngươi thực sự coi ta là bằng hữu, thì sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Dương Cung nghe vậy, không hiểu sao, hốc mắt đỏ hoe, nhưng cố tình nở nụ cười, nói, ngươi không đau lòng thì ta còn đau lòng đây, nếu là ta thì chưa chắc đã nỡ. Nhưng Dương Cung ta vào nương nương hội lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được một người huynh đệ tốt, trời không phụ lòng ta. Thẩm Bổng Tử vẫn im lặng lắng nghe, cũng nói với Dương Cung, quản sự Hồ đúng là một người huynh đệ tốt. Những người trong thành đều không đáng tin cậy, vẫn là những người cùng nhau vượt khó khăn thì đáng tin hơn. Thấy hai huynh đệ họ, tuy đã kìm nén những lời cảm động nhưng ý tứ lại rất chân thành, Hồ Ma cũng hiểu đạo lý biết điều. Chỉ khoát tay nói, những lời chua chát như vậy, sau này ít nói thôi, có thể giúp được thì cứ giúp. Hiện tại một vò huyết thực này đã vào trang trại, chỉ sợ hai người các ngươi đã lập được công lớn. Không chỉ vậy, Dương Cung thấy Hồ Ma đổi chủ đề, trong lòng cảm kích, chỉ lặng lẽ ghi nhớ, cười vỗ vỗ vào cái vò trong lòng mình, nói, năm nay, cấp trên cần huyết thái tuế đến mức nào, ta đều biết. Theo tình hình trước đó, e là phần nộp lên trên cũng không đủ, huynh đệ chúng ta mang một vò này về, có lẽ ít nhất cũng có thể đốt được 3 nén nhang. Hắc hắc, tên họ Trịnh kia không có mắt, ta muốn xem, từ sau này, hắn còn dám làm khó chúng ta thế nào. Nộp lên trên. Hồ Ma nghe thấy chi tiết trong lời nói của hắn, thì hơi động lòng, nương nương Hồng Đăng hội còn phải nộp lên trên sao? Bà ta đã có đạo hạnh lớn như vậy, nộp lên trên, lại là nộp cho ai? Nhưng những lời này không tiện hỏi kỹ, chỉ có thể ghi nhớ, hỏi rõ những điều này, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Thực ra trước đó lo lắng, chính là công lao mà Dương Cung họ lập nên không đủ lớn, dù sao thì họ cũng vì chuyện này mà mất đi hai người. Nếu công lao không đủ lớn, nộp lên, hoặc là công tội tương đương, hoặc là công không bù đắp được tội, thì tự mình cũng coi như vô ích. Mà xác định đây là một công lớn, bản thân cũng có thể yên tâm. Có thể giúp được thì tốt, huynh đệ chúng ta ra ngoài kiếm sống không dễ, chỉ thiếu một cơ hội như vậy. Trong lòng thực ra hiểu rõ, Dương Cung này nói cho cùng, vận may cũng rất tốt. Theo kế hoạch trước đó của hắn, cũng chỉ là đi cướp chút bạch thái tuế, thanh thái tuế. Một bình huyết thái tuế này cực kỳ khó kiếm, mà loại này,
chỉ thuộc về những người dám nghĩ dám làm như hắn mới có được vận may. Tất nhiên, bây giờ chỉ có thể chúc mừng người ta, nhưng nếu thực sự theo kế hoạch ban đầu, thì e rằng hắn cũng không thể lập được công lao này, nhưng cũng giống như vậy, đại khái cũng sẽ không chết hai người huynh đệ. Đúng vậy, đều là một cái đầu, tại sao người khác lại ăn ngon mặc đẹp? Dương Cung càng thấy lời Hồ Ma nói rất dễ nghe, trầm giọng nói, huynh đệ chúng ta, giúp đỡ lẫn nhau, thì sẽ không thua kém người khác. Đang nói thì bên ngoài Lý Oa Tử gõ cửa, cơm đã nấu xong rồi. Hồ Ma mời Dương Cung và Thẩm Bổng Tử ra ăn cơm, nhưng thấy trong sân đã bày một cái bàn vuông, trên đó đặt một bát lớn thanh thực, một đĩa thịt lợn, những chiếc bánh bao nóng hổi, còn có một số món rau xào, thậm chí còn mang ra một vò rượu. Nhưng những tiểu nhị trong trang trại thì lại không thấy một ai, nhìn về phía xa mới đột nhiên có cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực. Bây giờ những người trong trang trại này thấy Hồ Ma đi một đêm, trời sáng lại dẫn mấy người này về, cũng không biết trong bình kia là gì, thần bí như vậy, nên trong lòng đầy tâm tư. Đều đặt lên người cô gái tóc vàng mà Hồ Ma mang về. Một thời gian không để ý đến Hồ Ma và Dương Cung mấy người đã làm gì, nhưng Lý Hoa Tử bây giờ lại có một loại cảm giác thanh tâm quả dục như thánh nhân. Nhìn thấy những người đó xúm lại bên cửa sổ, chỉ thấy buồn cười, phụ nữ có gì đẹp, các người không lo Hồ Ma ca sẽ không có cơm ăn sao. Nhưng Hồ Ma và những người khác cũng không để ý đến những tiểu nhị này, bận rộn cả đêm, đều tiêu hao không ít, ngồi xuống liền cầm đũa. Dương Cung vốn vui mừng, muốn uống rượu, nhưng Hồ Ma lại ngăn lại, nói, bây giờ ngươi đừng vội uống rượu. Dương Cung không phục nói, uống một ngụm rượu thì sao? Hồ Ma nói, chuyện lớn như vậy, ta đoán là người trong thành chiều nay sẽ tới, ngươi say khướt thế này thì ra thể thống gì? Chờ xong chuyện rồi, hãy đến trang trại tìm ta uống rượu. Chương 254, huynh đệ nghĩa khí, 2. Dương Cung vốn chẳng hứng thú với những chuyện này, nhưng nghe Hồ Ma nói có lý, đành phải nói, được rồi, nghe ngươi. Đệ tử Hồng Hương đi theo Dương Cung, Thẩm Bổng Tử, vốn cũng có tật xấu của những đệ tử Hồng Hương khác, kiêu ngạo, cố chấp, chẳng coi vào đâu những đệ tử thanh y trong các trang trại. Nhưng được Hồ Ma cứu mạng, lại vừa nghe cuộc đối thoại giữa Dương Cung và Hồ Ma, liền nhìn bằng con mắt khác. Hắn gọi Dương Cung là đại ca, còn Dương Cung và Hồ Ma không phân biệt lớn nhỏ, xưng hô ngang hàng, hắn cũng theo đó gọi Hồ Ma một tiếng đại ca. Đến rồi, Hồ Ma vừa về đến trang trại liền sắp xếp một tiểu nhị trông chừng bên ngoài, quả nhiên, vừa ăn xong bữa cơm, chưa kịp uống mấy ngụm trà, tiểu nhị này đã chạy về đầy phấn khích, có rất nhiều người đến kìa, còn khiêng cả đèn lồng lớn nữa. Xem ra người trong thành cũng rất coi trọng mẻ huyết thực này nhỉ. Hồ Ma cười cười, nhìn sang Dương Cung đang ngồi trên ghế bên cạnh uống trà, nói, sao còn không ra ngoài. Hắn đoán không sai, sau khi vò huyết thực này vào trang trại, hắn đã báo cho người trong thành, bình thường thì đây chỉ là báo cáo của trang trại. Nếu chỉ là đồ vật bình thường, thì chỉ cần đợi qua một đêm, người trong thành sẽ đến lấy, hoặc nhờ người trong trang trại mang vào thành. Nhưng vừa nghe nói là nhiều huyết thái tuế như vậy, người trong thành cũng không ngồi yên được, lập tức cử mấy người đắc lực, cưỡi ngựa nhanh, đến trang trại ngoại thành này, đón, đưa về thành mới yên tâm. Nhưng nhìn thấy Dương Cung, thấy hắn cũng tỏ vẻ phấn khích, nhưng lại cố tỏ ra không quan tâm, ôm vò huyết thực trong lòng, trợn mắt nói, sao ta phải đi gặp bọn họ? Để bọn họ vào gặp ta, những kẻ đó từng người một đều ra vẻ lắm, nhưng huyết thái tuế mà bọn họ đào được trong một năm, chưa chắc đã nhiều hơn ta. Thấy vẻ ngông cuồng của hắn, Hồ Ma cau mày nói, ngươi đang giả bộ cái gì vậy? Nghe ta khuyên, ra ngoài tiếp đón tử tế, lập công trước rồi hãy nói. Thẩm Bổng Tử bên cạnh không khỏi liếc nhìn, biết rằng Dương Cung bình thường không phải là người chịu nghe lời khuyên. Nhưng ngoài dự đoán, Dương Cung nghe lời Hồ Ma, chỉ cười, tuy miệng nói không quan tâm, nhưng khi nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài trang trại, biết rằng người đã đến ngoài trang trại, hắn cũng nói với Hồ Ma, nói đúng, trước tiên cứ cho bọn họ cái thể diện này. Đi, huynh Hồ, ra đón công lớn của chúng ta. Các ngươi liều mạng kiếm được, ta chỉ tiếp ứng một chút, công lao này ta không nhận. Hồ Ma cười lắc đầu, nói với họ, các ngươi đi đi, đừng làm giá quá. Dương Cung nghe vậy, khẽ giật mình, nhìn Hồ Ma một cái thật sâu, thở dài nói, huynh đệ tốt, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là quá thật thà. Như thế này mà lăn lộn trong Hồng Đăng hội, sẽ thiệt thòi lắm. Trước đây ngươi chịu thiệt ở trang trại này,
thật ra người trong thành đều biết, mọi người còn bàn tán riêng nữa. Vừa nói vừa thở dài nhìn Hồ Ma lắc đầu, rồi ôm vỏ huyết thực đi ra, ngay cả Thẩm Bổng Tử cũng ngạc nhiên nhìn Hồ Ma, sau đó vội vã ra khỏi nhà. Chỉ có Lý Ngốc Tử vẫn ngồi nghe bên cạnh, có chút ngạc nhiên, nhìn Hồ Ma. Hắn cũng không ngờ, nghe có vẻ là một công lao lớn, nhưng tại sao Hồ Ma ca lại không tranh giành, còn lời Dương Cung nói về thiệt thòi ở trang trại cũng khiến hắn không hiểu. Hồ Ma chỉ lặng lẽ ngồi xuống trước bàn, biết rằng đây là chuyện giữa hắn và trưởng quỹ. Trước đây trưởng quỹ giết người của Đàn Nhi giáo, hắn cũng lập được một công, bề ngoài thì mọi người đều tốt. Nhưng thực ra trong thành có không ít người tài, ít nhiều cũng đoán được trưởng quỹ đang lợi dụng hắn, hẳn cũng coi đó là chuyện phiếm để nói. Dương Cung lo lắng cho người thật thà này là mình bị thiệt, cũng xuất phát từ đây. Tất nhiên hắn không giải thích nhiều, chỉ lắng nghe, bên ngoài trang trại đã có tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếng nói chuyện vang lên. Cụ thể nói gì thì không nghe rõ, cho đến khi giọng nói của Dương Cung lớn hơn, vò huyết thực này là do huynh đệ chúng ta liều mạng kiếm được. Không chỉ ta và Thẩm Bổng Tử lập công, Ngưu Lão Giác, Chu Đại Trường Tử hai huynh đệ cũng đều bỏ mạng, trước mặt Hồng Đăng Nương Nương, hẳn phải có một nén hương cho họ. Tất nhiên, cũng không thể quên huynh đệ Hồ Ma kia, nhờ có hắn tiếp ứng chúng ta, liều mạng đưa chúng ta qua sông. Nếu không, đừng nói đến vò huyết thực này, ngay cả mạng nhỏ của chúng ta cũng bị người của Thanh Y Bang giết chết rồi. Hồ Ma đang uống trà trong trang trại, thở dài một tiếng, Dương Cung này tính tình rất xấu, người cũng lỗ mãng, nhưng vẫn trọng nghĩa khí. Người tài muốn xuất đầu, không ai có thể ngăn cản được. Cùng lúc đó, ở trong sân, lão trưởng quỹ chưa từng lộ diện, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài, không khỏi có chút cảm động, tuy rằng trong lòng không có ở đây, nhưng hắn biết rõ mọi chuyện. Hiểu rõ về giá cả thị trường nữa là khác. Ai mà ngờ được, mẻ huyết thực lớn nhất này lại là do mấy đệ tử Hồng Hương mới vào hội năm ngoái cướp về, càng không ngờ, tên quản sự nhỏ này của mình lại lập được một công lớn như vậy. Cô bé này, hắn ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, thở dài nói, không cần lo lắng nữa đâu, hai cha con chúng ta có thể yên tâm rời đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 255, Cô gái tóc vàng, 1. Khi tên mình được nhắc đến, Hồ Ma không thể không ra mặt. Đến cổng trang viên, nhìn thấy trong lòng hơi giật mình, người từ thành phố đến không ít, có 3-4 người trông giống quản sự. Còn theo sau là mấy đệ tử Hồng Hương, không chỉ tự mình cưỡi ngựa mà bên cạnh còn dắt theo mấy con ngựa khác. Trong lòng chấn động, mới hiểu ra đây là không định ở lại trong trang viên một đêm, mà phải đi suốt đêm để trở về thành phố, dâng lên cho Hồng Đăng Nương Nương. Trang viên này của họ, cách thành phố, cưỡi ngựa cũng phải mất 2 canh giờ, bây giờ lên đường, đến thành phố ước chừng trời đã tối. Bình thường vì muốn chắc chắn, sẽ không vội vàng như vậy, nhưng đã chuẩn bị nhiều nhân thủ, mạo hiểm như vậy cũng không thành vấn đề. Đều là nhờ Dương Cung huynh đệ họ dũng mãnh, ta cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của mình, tiếp ứng cho hai người họ mà thôi. Đến bên ngoài trang viên, chào hỏi mấy vị quản sự từ thành phố đến, Hồ Ma nói rất khiêm tốn. Công lao có muốn nhận hay không, đều là của mình, đã vậy thì không cần phải nói quá cao siêu. Ha ha, mang về một mẻ huyết thực ngon như vậy, ngươi cũng đừng khiêm tốn nữa. Ngay lập tức có người cười nói, chính là vị quản sự họ Từ mà Hồ Ma quen biết, Hồ Ma là do hắn đưa đến trang viên. Cũng có thể coi là hắn đã nâng đỡ, lại thêm giao tình không tệ với nhị gia trong trại, bây giờ hắn cũng tự coi mình là bậc trưởng bối của Hồ Ma. Lúc này, đột nhiên thấy Hồ Ma lập được công lớn như vậy, cười đến nỗi lông mày giãn ra, nói, ta đã sớm biết ngươi không tệ, nhưng không ngờ ngươi lại có tiền đồ như vậy. Hôm nay chúng ta phải về thành sớm, để khỏi cho Nương Nương lo lắng, khi nào về rồi hãy nói chuyện với ngươi sau. Mọi người đều biết lợi hại, vội vàng xuống ngựa, nhường ra 2 con ngựa tốt, để Dương Cung và Thẩm Bổng Tử ngồi lên. Những người khác bảo vệ 2 người này, đặc biệt là Dương Cung đang cõng huyết thực, ở giữa, hướng về phía Hồ Ma gật đầu. Huýt sáo, một tiếng, những con ngựa giơ vó và lao về phía thành phố. Hồ Ma nhìn họ đi xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mẻ huyết thực này cũng có công sức của mình, nhưng nhìn thấy huyết thực bị mang đi, không phải cảm thấy mình mất mát gì. Ai, nếu như có thể, không được không được, không thể nghĩ như vậy. Mẻ huyết thực này tuy quý, nhưng dùng để đổi lấy tình hữu nghị của Dương Cung và công lao này,
cũng không tệ. Bản thân vốn dĩ vì trên người có quá nhiều bí mật, cần một nơi do mình làm chủ, tiện tu hành, cho nên vị trí trưởng quỹ này vẫn luôn để trong lòng. Trước kia vì tư lịch quá nông cạn, mặc dù có trưởng quỹ nguyện ý tiến cử, nhưng cũng không có tác dụng gì, bây giờ có lẽ có chút hy vọng. Một công lao bảo vệ Hồng Đăng trước Tết, một công lao giúp lấy lại huyết thực, hẳn có thể bù đắp được khuyết điểm là tư lịch của ta nông cạn rồi chứ. Trong lòng thầm nghĩ, quay người trở về trang viên. Vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy nhân vật lớn trong thành đều đến, nhưng những tiểu nhị trong trang viên đều có chút mất tập trung. Đang chen chúc bên cạnh phòng nhỏ của mình, thò dài cổ nhìn vào bên trong, nín thở, sợ làm kinh động đến điều gì đó. Đi đi đi. Bên trong nhanh chóng lại vang lên tiếng đuổi của Chu Đại Đồng, đừng đứng đây, cũng đừng nhìn nữa. Đây là nhân tình của ma tử ca chúng ta, các ngươi nhìn nhiều một chút, chúng ta đều chịu thiệt. Đây là cái gì với cái gì? Hồ Ma vừa tức vừa buồn cười, có thời gian phải nói chuyện với Chu Đại Đồng. Rõ ràng là đồng tử Nguyên Dương chưa tiết, kết quả vừa mở miệng ra thì toàn là lời tục tĩu. Tất nhiên, chuyện này tính đến cùng, vẫn là lỗi của nhị gia. Chu Đại Đồng đuổi nửa ngày, kỳ thực không có ai nhúc nhích, nhưng vừa thấy Hồ Ma đi tới, những tiểu nhị mới vội vàng nhường đường, giả vờ bận rộn đi làm việc khác. Hồ Ma đến trước cửa phòng mình, đuổi cả Chu Đại Đồng ra ngoài, sau đó nhìn về phía cô gái tóc vàng đang nằm trên giường của mình. Quần áo trên người cô bé vẫn chưa thay, bây giờ đã khô, đang hôn mê bất tỉnh. Hồ Ma đứng trước giường, đánh giá cô một cái, nói, đã tỉnh thì đừng nằm nữa. Thủ Tuế Nhân rất nhạy cảm với hơi thở, cô tỉnh hay ngủ, chỉ cần nhìn là biết. Nhưng nói một câu như vậy, đối phương vẫn nhắm chặt mắt, chỉ có thân hình gầy gò hơi run rẩy. Hồ Ma cau mày, nói, ta chỉ tiện tay cứu ngươi lên từ trong nước, dù sao cũng là một mạng người, cũng không cầu ngươi báo đáp gì. Trong trang viên của ta toàn là nam tử, giữ một cô gái nhỏ như ngươi cũng không tiện, ngươi dậy sớm về nhà đi. Nói xong, liền quay người ra khỏi phòng. Nhưng đột nhiên, vừa mới quay người, liền nghe thấy phía sau có tiếng động lớn. Hóa ra là cô gái tóc vàng trên giường, nghe lời Hồ Ma nói, đột nhiên trượt xuống khỏi giường, quỳ xuống dập đầu. Công tử tốt bụng, cầu xin người, ngàn vạn lần đừng đuổi ta đi. Gọi ngươi là gì? Hồ Ma nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô, nói, ngươi là người nhà nào? Gọi là gì? Có phải là người ở Ngưu Gia Vịnh không? À, ta họ Lý, tên là Hương Ngọc, nhà ở Đại Thạch Nhai. Con nhóc tóc vàng nghe Hồ Ma nói nghiêm túc, càng run rẩy dữ dội hơn. Lúc đi xem đèn hoa với quản gia, ta gặp được mẹ nuôi. Mẹ nuôi nói, người nhà không muốn ta nữa, muốn đưa ta đi xem hoa, bà ấy đưa ta đi rất xa, dạy ta phép tắc. Chương 256, cô gái tóc vàng, 2. Bà ấy nói ai mua ta, thì ta phải hiếu kính họ thật tốt, gặp người đẹp trai thì gọi là công tử, gặp người giàu có thì gọi là thiếu gia. Nếu có ai muốn thân xác của ta thì gọi là tướng công. Nói rồi liếc mắt nhìn Hồ Ma, như thể muốn chắc chắn mình đã gọi đúng, rồi vội vàng dập đầu, công tử đừng đuổi ta đi, ta đã học nấu cơm rồi, cũng biết may vá, biết quét dọn sân vườn. Khi đi xem đèn hoa thì gặp được mẹ nuôi à? Hồ Ma nghe vậy, cau mày, lờ mờ hiểu ra, đây hẳn là một cô bé bị bắt cóc. Hỏi kỹ xem nhà ở đâu, nhưng thấy cô bé mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ có hòn đá lớn, nhưng không nói rõ được huyện nào. Không biết là do bị bắt cóc lâu rồi hay là do bị chúng bùa mê thuốc lú gì đó. Thế là trầm ngâm một lát, rồi nói, không cần gọi ta là tướng công, càng không cần gọi ta là thiếu gia. Ta không đuổi ngươi đi, nhưng cũng không thể để ngươi ở lại trang trại, trước tiên sẽ ra ngoài tìm cho ngươi một nơi nương thân. Sau đó sẽ nhờ người đi tìm hiểu về hòn đá lớn đó, nếu tìm được người nhà của ngươi, thì sẽ tìm người gửi tin, đến đón ngươi về. Con nhóc tóc vàng nghe vậy, mừng rỡ khôn xiết, ngàn lần cảm ơn rồi dập đầu. Hồ Ma cũng thở dài trong lòng, mình nhiều nhất cũng chỉ có thể làm như vậy. Đưa thẳng cô bé ra ngoài thì đúng là không ổn, thời buổi này, nam tử đi một mình ngoài đường còn khó kiếm sống, huống chi là một cô nhóc tóc vàng chưa lớn. Tiểu thư Bạch Bồ Đào Tửu đã nói, đây là loạn thế, yêu thế, hung thế, tình trạng như cô bé này, kỳ thực không phải là hiếm. Thậm chí có thể nói là rất phổ biến. Bản thân mình không có lòng tốt như vậy, một số chuyện xấu không xảy ra trước mắt mình thì cứ giả vờ không biết.
nhưng bản thân mình cũng không đến nỗi lạnh lùng đến mức nhìn thấy những chuyện đáng thương này xảy ra trước mắt mình mà vẫn giả vờ không nhìn thấy. Nhưng hắn thực sự không có ý định giữ người này lại bên mình, bản thân hắn cũng là trai tân, không biết mùi thịt lâu rồi. Nhưng cũng không đến nỗi thèm đến mức đó, lúc nào cũng nghĩ đến việc nhặt một cô bé về để sưởi ấm giường. Đặc biệt là loại thân phận đáng ngờ, không biết rõ lai lịch này, giữ lại bên mình chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao. Lùi một bước mà nói, nếu thực sự thèm, thì chuẩn bị vài lạng bạc, đến nha hành tùy ý chọn, còn thiếu loại nào nữa. Dù sao thì thời loạn, mạng người không đáng giá, loại như nhóc con tóc vàng này, còn không bằng con dê, còn không bằng làm việc thiện, hỏi cho rõ ràng, rồi đưa cô bé về. Dẫn cô bé ra khỏi nhà, bên ngoài một đám tiểu nhị đều nhìn chằm chằm, cô bé cúi đầu, người run rẩy, không dám nhìn bất kỳ ai, cho đến khi Hồ Ma đưa cô bé ra khỏi trang trại, đến quán rượu trong thị trấn. Hồ Ma nói với trưởng quỹ quán rượu, trong trại của ta có một người họ hàng đến, muốn vào làm công cho nhà giàu trong thành, trong trang trại của ta không có chỗ ở, nên trước tiên sẽ sắp xếp ở đây. Đây là một ít bạc, mỗi ngày ông hãy sắp xếp cho cô bé một ít thức ăn, tìm quần áo của vợ ông cho cô bé thay. Gần đây, Hồ Ma thường đến đây mua rượu, cộng thêm danh xưng tiểu quản sự của Hồng Đăng Nương Nương Hội ở các thị trấn làng mạc xung quanh đây. Đó đều là những người có năng lực, trưởng quỹ rượu nào lại không đồng ý. Nghe vậy liền gọi vợ ra dẫn người, thậm chí còn không lấy tiền. Nhưng Hồ Ma vẫn nhét cho hắn, rồi bảo cô bé tóc vàng ở lại đây, đừng làm ầm ĩ, hãy nghĩ nhiều hơn về chuyện nhà của mình. Sau khi nói xong, thuận tay lấy 2 cân rượu, quay về trang trại. Lần này mình tiếp ứng Dương Cung đương nhiên là một công lớn, Chu Đại Đồng dẫn người chạy ra tiếp ứng mình, cũng có công lao. Ít nhất cũng phải thưởng cho hắn một bữa thịnh soạn. Trở về trang trại, những tiểu nhị thấy Hồ Ma tự mình trở về, đều có vẻ thất vọng. Nhịn quá lâu rồi, Hồ Ma nhìn thấy dáng vẻ của họ, đều không nhịn được cười thầm, đều không dễ dàng. Cũng chẳng trách được theo nhị gia học bản lĩnh, nếu không học pháp môn của Thủ Tuế Nhân, thì nhiều nhất chỉ có thể làm được vài năm. Vẫn nên nhanh chóng tìm cho họ một lối thoát, nếu không, sau này trang trại của mình cũng không thể nuôi dê được nữa. Đám Chu Đại Đồng thì có thể cân nhắc thử học pháp môn của Thủ Tuế Nhân. Trở về phòng, trong lòng cũng thầm sắp xếp lại, nhưng những tiểu nhị khác, nếu nhịn không được, vẫn phải chui vào ngõ hẻm. Chỉ cần Hồng Đăng Nương Nương Hội cung cấp huyết thực cho họ, thì dù có phá thân, thân thủ đó vẫn có thể sử dụng, vẫn có thể làm việc được. Nhưng nói như vậy, thì về bản chất có gì khác với người nến? Thở dài thườn thượt, cũng không nghĩ nhiều, bản thân mình có thể tự lo cho mình là tốt rồi, nhiều nhất là cân nhắc đến mấy người Chu Đại Đồng. Những tiểu nhị khác, vào Hồng Đăng Hội, vốn dĩ đã là số phận này rồi. Cứ như vậy qua 3 năm ngày, cũng không có chuyện gì khác, tin tức xác thực từ trong thành vẫn chưa đến, người hầu già trong nội viện đột nhiên đi ra ngoài, đến thị trấn mua một bàn tiệc rượu, rồi lại ra ngoài nói với Hồ Ma, tiểu lão gia đang đợi ngươi ở bên trong, muốn mời ngươi uống rượu. Sao tự dưng lại muốn uống rượu thế? Hồ Ma trong lòng nghĩ tới điều gì đó, vội đứng dậy, vào nội viện, thì thấy lão trưởng quỹ và Ngô Hòa muội tử đều đã ngồi trước bàn, trước mặt bày đầy áp một bàn rượu thịt. Nét mặt lão trưởng quỹ lộ vẻ mệt mỏi không vơi, thở dài nói với Hồ Ma, chúng ta sắp phải đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 257, chuẩn bị 1. Hả? Hồ Ma biết lão trưởng quỹ đã có ý định rời đi từ lâu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Thấy vẻ mặt Hồ Ma có chút kinh ngạc, lão trưởng quỹ chỉ cười, gật đầu với người bên cạnh. Ngô Hòa muội tử bên cạnh liền bưng bình rượu lên, rót đầy cốc trước mặt Hồ Ma, rồi rót đầy cho lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ nâng cốc rượu lên, khẽ thở dài nói với Hồ Ma, ta đã không thể ở lại được nữa. Chỉ là vừa đi ngay thì không dễ trả lời với trên kia, hơn nữa luôn cảm thấy nợ ngươi, muốn giúp ngươi mưu cầu tiền đồ. Giờ mọi chuyện đã xong, ta không còn vướng bận gì nữa, còn không nhanh chóng lên đường sao? Mọi chuyện đã xong. Hồ Ma nhận ra điểm mấu chốt trong lời nói của lão trưởng quỹ, lập tức nhìn với ánh mắt tò mò. Ha ha, công lao này của ngươi, lập được rất tốt. Lão trưởng quỹ cười nhìn Hồ Ma, khen ngợi, người trẻ tuổi làm việc, quả nhiên tiến bộ hơn một chút, đổi lại là ta khi còn trẻ. Chưa chắc đã có được lòng dũng cảm này,
dám liều mạng tranh giành một đống huyết thực như vậy, trong chuyện này, ngươi cũng coi như là giúp chính mình. Nói rồi quay sang giải thích với Hồ Ma, trước đây, ta đã gửi thư giới thiệu lên trên, chỉ là bị đè lại. Cũng không có ai cho câu trả lời chính xác, có lẽ là người trên không yên tâm, giao trang trại này cho một người trẻ tuổi như ngươi. Nhưng lần này, ta lại nhận được tin, mấy đệ tử Hồng Hương kia đã lập được một công lớn, kéo theo danh tiếng của ngươi, cũng đến tai người trên. Như vậy, ta tiến cử ngươi, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có ta bảo lãnh, lại có hai công lớn này làm nền tảng, ngươi dù còn trẻ, cũng đủ để quản lý trang trại này rồi. Quả nhiên, nghe lời lão trưởng quỹ, trong lòng Hồ Ma bỗng chốc nhẹ nhõm. Cũng chẳng trách, đống huyết thực này đã vào thành 4-5 ngày, vẫn không có động tĩnh ban thưởng. Có phải là nhờ sự tiến cử của lão trưởng quỹ, nên hai chuyện đã được hợp nhất thành một không? Ngươi có bản lĩnh, đây là chuyện tốt, chỉ là... Còn lão trưởng quỹ, thấy Hồ Ma lộ vẻ suy tư, không hề đắc ý quên hình, cũng im lặng một lúc. Đôi mắt nhìn Hồ Ma có chút sâu xa, hồi lâu mới thở dài, nói, trước khi đi, ta cũng phải dặn dò ngươi một câu. Làm trưởng quỹ, hãy tu luyện ổn định, những chuyện khác, ít tham gia vào đi. Nghe giọng điệu của ông có gì đó khác lạ, Hồ Ma liền ngẩng đầu nhìn lại, nghiêm túc nói, xin trưởng quỹ chỉ bảo. Không có gì chỉ bảo, chỉ là đóng cửa nói một câu thôi. Lão trưởng quỹ vẫy tay, thở dài nói, thời thế này, tà túy hoành hành, thiên hạ đại loạn, quan nha ở châu huyện, những gia tộc thế gia sở hữu hàng vạn mẫu ruộng tốt, tự bảo vệ mình còn khó, huống chi là, chúng ta, loại người bái tà túy, cắt huyết thực để kiếm sống như huyết thực bang này. Những đệ tử Hồng Hương bái Hồng Đăng nương nương, từ khi nhập hội, mạng sống đã giao vào tay nương nương, muốn có hai lòng cũng khó, không thể không liều mạng để sống. Nhưng bản lĩnh của thủ tuế nhân chúng ta là ở trên người mình, không cần thiết phải cố chen vào vòng tròn của họ. Hồng Đăng nương nương bà ta dù lợi hại đến đâu, uy phong đến đâu. Nói đến đây, lão trưởng quỹ hơi khựng lại, mới từ từ nói ra, nhưng bà ta rốt cuộc cũng không phải là một con người. Nghe được lời này, Hồ Ma lập tức ngẩng đầu, nhìn lão trưởng quỹ. Vị lão trưởng quỹ này, tâm tư sâu sắc, lại mang trong mình mối thù lớn, thương con gái mình, tuy đã dạy Hồ Ma bản lĩnh của thủ tuế nhân, nhưng cũng có nhiều tính toán, lợi dụng nhiều hơn. Những lời này có thể coi là câu nói chân thành nhất kể từ khi hai người quen biết. Trưởng quỹ, ta hiểu. Hắn nghiêm túc vái lão trưởng quỹ, nói, ta chỉ tin vào bản lĩnh của mình, không để tâm đến những thứ khác. Lão trưởng quỹ nghe vậy, cũng cảm thấy an ủi, nhìn Hồ Ma thật sâu. Cũng không biết trong lòng có hối hận hay không, vì chuyện khác biệt một ý niệm ban đầu đó. Hồ Ma ca, ta đi rồi, không biết bao giờ mới gặp lại ngươi được. Trong sự im lặng này, Ngô Hòa muội tử bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng, cô mặc một chiếc áo bông màu đen viền lông, thắt lưng, nếu che mặt, trông giống như một cô bé. Bây giờ thời tiết đã ấm dần, vào mùa đông, cô mặc bộ đồ này cũng bình thường, nhưng bây giờ mặc thì hơi dày, nhưng nghĩ đến tình trạng của cô, cũng biết chỉ có thể che đậy như vậy. Bây giờ, cô cầm bình rượu, cẩn thận rót rượu cho Hồ Ma, đôi mắt đỏ hoe. Ngươi nói gì vậy? Hồ Ma cười nói, chờ ngươi chữa khỏi vết thương, không phải là gặp lại sao? Vừa nói, vừa hỏi lão trưởng quỹ nói vị thần y Triệu gia kia có tung tích rồi chưa? Bây giờ còn chưa chắc chắn. Lão trưởng quỹ nghe vậy, cũng cười khổ một tiếng, nói, mười họ bản gia, làm sao dễ tìm được như vậy? Nhưng dù sao cũng nhờ khuôn mặt già này, nhờ bạn bè trong thành tìm kiếm khắp nơi, đã có một chút manh mối, phải gấp rút đến đó thử vận may. Cũng nhờ có Ngọc Thanh Cao mà ngươi cầu xin từ nương nương hội trước đó, cô bé mới có thể chịu đựng được nỗi khổ trên đường. Nhưng vị thần thủ Triệu gia này, người ta nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi, có tìm được hay không còn tùy vào số mệnh của chúng ta. Mười họ bản gia, lại là cái gì vậy? Hồ Ma thầm nghĩ, nhưng thấy cha con họ tâm trạng không tốt, nên cũng không nói nhiều, chỉ khuyên giải vài câu. Mọi người đều đã ra đi, cũng đã dành cho mình một đãi ngộ tốt nhất, Hồ Ma cũng tạm thời gác lại những chuyện khác, cùng họ dùng bữa cơm này. Chương 258, chuẩn bị, 2. Vốn là hắn được mời, nhưng Ngô trưởng quỹ mệt mỏi, không mấy hứng thú, Ngô Hòa cũng không muốn rời đi, nhưng cô ấy là con gái nên, dù sao cũng là để Hồ Mã nói chuyện cùng bọn họ. Cố ý chuyển chủ đề, nói chuyện về tu hành và chuyện giang hồ, để xua tan bầu không khí ảm đạm.
phải thừa nhận rằng Ngô Hòa muội tử hiểu biết không ít đối với chuyện tu hành âm dương. Trước kia Hồ Ma theo cô ấy, học được một số kiến thức cơ bản về âm dương mới có thể hiểu được một số pháp môn trong Trấn Tuế Thư. Giờ sắp phải chia tay, Ngô Hòa muội tử càng nói không giấu giếm. Cô bé năm xưa cũng là một người thông minh, còn có người muốn đưa cô ấy vào môn phái nữa cơ. Ngay cả lão trưởng quỹ, nghe Hồ Ma khen Ngô Hòa muội tử hiểu biết nhiều, cũng khẽ thở dài, biểu cảm có chút tự hào, chỉ là vừa quay đầu lại, lại thở dài tiếc nuối. Uống vài chén rượu, hết lòng hết dạ, ra khỏi trang trại, trăng đã lên ngọn liễu, trong lòng Hồ Ma cũng thầm nghĩ. Mình có thật sự có thể mưu cầu vị trí trưởng quỹ này không? Một lúc thấy có chút không thực tế, dù sao cũng mới vào nương nương hội chưa đầy một năm, làm một mùa công, trực tiếp thực hiện bước nhảy hai cấp từ người làm công lên trưởng quỹ, có phần hơi khoa trương. Nhưng nghĩ lại, lại thấy, điều này dường như cũng hợp lý. Mình đúng chỉ là một tên du côn mới bắt đầu ở phố miếu, nhưng đã giúp bang phái làm một phi vụ lớn. Cộng thêm sự bảo cử của lão đại, làm một tay anh chị ở một địa phương nhỏ, có quá đáng không? Bất quá. Hắn chợt nhận ra vấn đề cuối cùng, vì đã có chuyện nói ở trên nên hắn phải chuẩn bị sẵn sàng để giải quyết nó. Trưởng quỹ này không giống như quản sự. Quản sự là trưởng quỹ của các trang trại, do mình định đoạt, còn trưởng quỹ thì là chức vụ cao thực sự. Lương bổng cũng rất cao, mỗi tháng có 20 lượng bạc, 30 cân thanh thực, 120 cân bạch thái tuế. Còn 3 tháng một lần, hoặc vào dịp lễ Tết, còn có huyết thực hoàn thưởng xuống nữa. Ngoài ra, cứ 3 tháng một lần, hoặc trong các dịp lễ hội còn có thuốc bổ huyết để thưởng. Cao hơn quản sự không biết bao nhiêu cấp độ. Những người quản sự trang trại trong Hồng Đăng hội hoặc những người cung phụng luyện chế huyết thực hoàn và các loại thuốc bí truyền khác, trong số đó không ít người đã thành danh từ lâu, được mời đến. Nếu muốn từ bên dưới leo lên, thực sự phải mất từ 10 đến 8 năm, đồng thời phải lột bỏ nhiều lớp da. Mình coi như may mắn, trưởng quỹ cảm thấy trong lòng có lỗi, hết sức tiến cử, lại vừa hay giúp Dương Cung lập công lớn, mới có chút cơ hội. Nhưng dù là như vậy, cũng không có nghĩa là gối cao không lo, nên tặng lễ, thế nhưng một chút cũng tiết kiệm không có. Chỉ là, làm sao để tặng đây? Bây giờ không phải là lúc mới vào nương nương Hồng Đăng hội, mấy cân thành thái tuế đã khiến quản sự người ta vui vẻ rồi. Nhưng bây giờ nếu mình đi vào trong thành, chỉ là ôm mấy cân thanh thái tuế đưa qua, đoán chừng người ta có thể trực tiếp đuổi mình ra khỏi cửa. Nhưng nếu muốn đưa lễ quý, trên tay mình cũng không phải ít. Đồ tốt, nhưng một là không nỡ, hai là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Còn trên mặt mình, mấy tháng nay tích góp được cũng có hơn chục lượng bạc, thanh thực cũng có thể lấy được từ hơn chục cân trong trang trại. Nói gì thì nói tặng quà, tặng cho một người là không đủ. Hắn tuy chưa quen lắm với các mối quan hệ trong thành, nhưng dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, hắn ước tính rằng nếu muốn ngồi vững vị trí trưởng quỹ này, chỉ riêng việc đi lại trong thành e là không ít hơn 3-500 năm lượng bạc ròng. Một số tiền lớn như vậy, mình có thể tìm ở đâu? Đang thầm nghĩ, đi vào trong nhà, bất chợt nhìn thấy một bóng đen lao tới. Cả hai đều giật mình, mới thấy là Chu Đại Đồng vừa kéo quần từ trong nhà vệ sinh ra, thấy là Hồ Ma, mới thở phào nhẹ nhõm, nói, dọa ta một phen, Hồ Ma ca, anh muộn thế này còn chưa về ngủ. Ở đây tìm ma à? Không sao. Hồ Ma đang đầy bụng tâm sự, thuận miệng hỏi, Đại Đồng, ngươi có tiền không? Chu Đại Đồng nói, có chứ. Hồ Ma nói, có bao nhiêu? Chu Đại Đồng nói, vài lượng, còn mấy đồng tiền lẻ nữa. Hồ Ma thở dài, không sao, về ngủ đi. Người giàu nhất trong trại là trại nhị đại cũng không giúp được mình, xem ra chuyện vay tiền tặng quà này không khả thi lắm. Huynh đệ lão Bạch Can, chúc mừng thăng chức. Bất đắc dĩ trở về phòng ngủ, không ngờ nhị oa đầu đã lâu không liên lạc, đột nhiên tìm đến mình. Kể từ khi hợp tác với tiểu thư Bạch Bồ Đào Tửu, cùng nhau làm một phi vụ, mối liên hệ giữa ba người lại ít đi. Đại khái một là phải sắp xếp huyết thực đến tay mình, hai là cũng vô thức liên hệ. Ít hơn, để tránh lộ ra sơ hở gì đó. Mặc dù mối liên hệ giữa những người chuyển sinh rất bí mật, nhưng dù sao cũng phải tuân theo quy tắc đúng không? Những kẻ cướp đều biết rằng sau khi thực hiện phi vụ, chúng sẽ phải mất một thời gian không liên lạc với nhau. Ngươi cũng biết sao? Nghe thấy giọng nói của nhị oa đầu, tâm trạng của Hồ Ma cũng khá hơn nhiều. Ta không chỉ biết, mà còn là người nộp số huyết thực này lên, ta còn lột một lớp da nữa cơ mà. Nhị oa đầu cười nói, nhưng mà, ta cũng đến hỏi ngươi,
ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm trưởng quỹ chưa? Hồ Ma sừng sốt một chút, cười nói, tự do tự tại, sao lại không làm? Thật là khéo, nhị oa đầu nói, tối nay, ta tìm ngươi là để nhắc nhở ngươi chuyện này, cái chức trưởng quỹ này, trước đừng nhớ thương. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 259, Tuyệt chiêu môn đạo, 1. Hả? Nghe nhị oa đầu nói vậy, Hồ Ma giật mình. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hạ giọng hỏi, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Trong lòng hắn bỗng cảnh giác. Nếu thực sự là thiếu niên bình thường sinh ra trong trại, có cơ hội trở thành quản sự, e rằng hắn sẽ không tiếc cả mạng sống. Bởi vì điều này không chỉ là có tiền đồ, mà còn là thăng tiến nhanh chóng. Thực sự có thể coi là tổ tiên phù hộ, mặc dù chỉ là một quản sự nhỏ, nhưng chẳng phải có thể chào hỏi người quen trong Hồng Đăng Hội, giúp đỡ trại Đại Dương nhiều hơn sao? Có thể đợi đến khi Hồng Đăng Hội tuyển người, xin thêm vài đứa trẻ trong trại đến đây để tiến xa hơn không? Hồ Ma chỉ là quản sự, trong trại hắn là đứa trẻ có tiền đồ nhất trong 10 dặm 8 hương. Nếu làm trưởng quỹ, lão tộc trưởng không phải sẽ vui đến chết sao? Nhưng Hồ Ma dù sao cũng là người chuyển sinh, trời sinh tính đa nghi, với thân phận này, hắn sẽ không quá cuồng tín, vừa nghe có vấn đề, hắn lập tức thu liễm lại. Ha ha, những người làm trưởng quỹ này thường không phải là tâm phúc của nương nương, tất nhiên tâm phúc của nương nương cũng không thể làm công việc của họ. Nhưng mỗi tháng nuôi dưỡng bằng thuế ruộng huyết thực hậu hĩnh như vậy, thật dễ kiếm sao? Nhị oa đầu cười lạnh, không biết lúc nào cũng cần đến họ. Trùng hợp làm sao, tháng sau sẽ có một đợt như vậy, vì vậy ta nghĩ ngươi nên đợi sau khi vượt qua kiếp nạn này rồi hãy tính đến việc làm trưởng quỹ. Nghe lời nhị oa đầu nói, Hồ Ma trong lòng hơi rùng mình, nói, cụ thể là chuyện gì, ngươi nói đi. Cụ thể thì, nghe vậy, nhị oa đầu do dự một chút, mới nhỏ giọng nói, nhất định không được để lộ ra ngoài. Chuyện này, hiện tại tính cả ta, trong Hồng Đăng Hội, chỉ có 3 người biết, một khi tin tức bị tiết lộ, người ngoài sẽ dễ dàng khóa mục tiêu vào ngươi và ta. Hồ Ma nghiêm túc nói, ta biết lợi hại. Nhị oa đầu mới thở dài, nói, tháng sau, các trang trại sẽ phải chọn trưởng quỹ vào thành, liều chết. Ác quỷ của Thanh Y Bang đã bị Hồng Đăng nương nương của chúng ta đàn áp bấy lâu nay, giờ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Cái gì? Hồ Ma nghe xong, bỗng toát mồ hôi lạnh, biết chuyện nhị oa đầu nói với mình quan trọng như thế nào. Vừa rồi hắn vẫn còn vui mừng khôn xiết, nào ngờ lại suýt gặp đại họa. Hắn bình tĩnh một lúc, mới nghiêm mặt nói với nhị oa đầu, huynh đệ, tin tức này của ngươi đã cứu mạng ta. Ta không thể nhận không của ngươi, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Nhị oa đầu nói, không cần phải nói, đây mới là mô hình hợp tác cơ bản nhất của người chuyển sinh, có chuyện gì thì trao đổi thông tin, chứ không phải lúc nào cũng hành động. Hắn tuy nói vậy, nhưng Hồ Ma vẫn ghi nhớ ân tình này. Loại chuyện này thực sự kỳ diệu, người khác chỉ cần một câu, nhưng lại thay đổi vận mệnh của mình rất nhiều. Im lặng một lúc, mới nói, vậy ta cần từ chối chức trưởng quỹ này không? Cũng không phải từ chối, làm trưởng quỹ ở trang trại bên ngoài thực sự rất thoải mái, sau này chúng ta hợp tác cũng thuận tiện hơn. Nhị oa đầu nói, nhưng bây giờ ngươi đừng ra oai, thậm chí có thể ra ngoài trốn một thời gian, cũng đừng lo chức trưởng quỹ này sẽ mất, chọn một trưởng quỹ cho một trang trại rất phiền phức. Điều này thật mới mẻ. Hồ Ma suy nghĩ một chút, nói, ta hiểu rồi. Nhị oa đầu thấy Hồ Ma ngoan ngoãn nghe lời, cũng cười nói thật, ta cũng không ngờ ngươi lại nổi tiếng nhanh như vậy. Nam tử tên Dương Cung kia bị mọi người ghét bỏ, nhìn thấy hắn liền trợn mắt, không ngờ hắn thật sự nhận ngươi. Mấy ngày trước khi ta ban thưởng cho hắn, hắn còn không ngừng nhắc tới cống hiến của ngươi, còn nói rằng, những trưởng quỹ khác cũng không bằng ngươi, để ta giúp ngươi tạo dựng danh tiếng. Ta không muốn danh tiếng này, không có gì phải đắc tội với người khác. Hồ Ma nghe vậy, cũng có chút bất lực, cười khổ nói, thực ra trước đây chỉ thuận tay giúp hắn một chút, cũng lo lắng, nhưng công lao đó thực sự quá hấp dẫn, cân nhắc trái phải, vẫn làm chuyện này. Công lao lớn này thực sự đáng giá, năm ngoái các ngươi vào nương nương hội, không có mấy người nổi trội, trong số các đệ tử Thanh Hương, ngươi càng là người duy nhất. Nhị oa đầu nói, trong giọng nói cũng không khỏi tiếc nuối, nói, nhưng dù sao thì đây cũng là một lượng lớn huy thực, nếu chúng ta tự mình có được, thì tốt rồi. Hồ Ma cười nói, ta cũng không phải không đau lòng, chỉ là mọi chuyện quá gấp,
thực sự không kịp sắp xếp. Cũng vậy, ra tay không thể quá thường xuyên, nếu không sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nhị Hoa Đầu suy nghĩ một chút, cũng rất đồng tình, cười nói, dù sao cũng không lỗ, tên đệ tử Hồng Hương tên Dương Cung kia, không biết trời cao đất rộng, hung bạo tàn nhẫn, hoàn toàn không biết che giấu. Ban đầu ta tưởng hắn chỉ là một pháo hôi nhanh chóng mất mạng, nhưng không ngờ lại là đi đường vòng. Thực sự giành được công lao lớn như vậy, lọt vào mắt xanh của nương nương, ngươi bây giờ kết giao với hắn cũng không tệ. Biết đâu sau này có chuyện gì cần đến hắn. Hồ Ma nghe xong, cảm thấy vô cùng đồng tình. Dương Cung là loại người điển hình, nhưng cũng rất đặc biệt, không chỉ có Nhị Oa Đầu, trước đây chính bản thân hắn cũng không đánh giá cao đối phương. Nhưng chớ trêu thay, loại người không được coi trọng, bị cho là có quá nhiều tật xấu này. Đôi khi lại có thể dựa vào cái đầu đơn giản và một hơi đó, làm nên chuyện kinh thiên động địa, tất nhiên, cũng có khả năng ngày mai sẽ chết. Trong lòng cảm khái, bỗng nhiên hắn lại tò mò về một chuyện, nói, những đệ tử Hồng Hương này, mục đích của họ là gì? Chương 260, Tuyệt chiêu môn đạo, 2. Nhị Oa Đầu cười nói, luôn luôn trải qua nhiều hiểm nguy hơn đệ tử Thanh Hương. Những đệ tử đốt Hồng Hương này, khi gia nhập hội, việc đầu tiên là hưởng phúc, được cung cấp thức ăn ngon, ngủ ngon, mặc đẹp. Đại khái là vì họ phần lớn đều xuất thân nghèo khó, bẩm sinh không đủ, cần phải bồi bổ cơ thể. Nếu không ngay cả Hồng Đăng nương nương hội cũng không gặp được, thì trước tiên sẽ bị một luồng âm khí thổi mất hồn. Và nếu nuôi dưỡng tốt, chính là đến lúc làm lễ bái Hồng Đăng đầu tiên. Vào nửa đêm trong điện, tay cầm ba nén hương, quỳ trước Hồng Đăng, bị Hồng Đăng chiếu sáng suốt một đêm, nếu không chịu được, thì sẽ chết ngay. Ngay cả khi không chết, bị âm khí ăn mòn cơ thể, cũng sẽ bị bệnh nặng. Còn nếu vượt qua được, thì sẽ trở thành âm thể, lúc này chỉ cần học được pháp môn chú thuật, thì khi gặp chuyện, có thể thỉnh pháp lực của Hồng Đăng nương nương. Ngươi có thể hiểu họ là những chiếc Hồng Đăng có thể đi lại. Tất nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, học được cách thỉnh pháp lực của Hồng Đăng nương nương chỉ đại diện cho việc họ có thể làm việc. Ngoài ra còn có một loạt các tình huống đặc biệt như thế nào tế bái, như thế nào điều dưỡng thân thể, như thế nào hành động bí mật làm chút công việc bẩn thỉu các loại. Nếu học giỏi, lại chịu khó làm việc, được Hồng Đăng nương nương để mắt tới, thì có khả năng được điều đến trước đèn của Hồng Đăng nương nương để hầu hạ, trực tiếp nghe theo ý chỉ của nương nương, thi hành ý chí của nương nương. Thực ra, loại đệ tử như bọn họ, nếu vượt qua ba cửa ải, cũng thuộc về một môn phái, gọi là người mang linh hồn. Hiện nay trong giang hồ, gặp nhiều nhất chính là loại người này, đi con đường nguy hiểm nhất, cũng tranh giành sự giàu có lớn nhất. Vì vậy, Dương Cung này nếu không sống nổi thì thôi, nếu sống sót thì không thể coi thường. Hồ Ma nghe xong, cũng có chút cảm khái, nhỏ giọng nói, thủ tuế, tẩu quỷ, phụ linh. Trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu môn đạo? Nhị Oa Đầu cười nói, điều này thật là chuyện lớn, kiếp trước của ngươi có thể hiểu được trên đời có bao nhiêu ngành học không? Trước tiên là hỏi ngược lại một câu, sau đó mới nói, tóm lại, phổ biến nhất trên giang hồ chính là thủ tuế tẩu quỷ, phụ linh hình hồn, hại thủ tư mệnh, thông âm trộm tai, trò xiếc giáng đầu, mấy môn đạo lớn. Nhưng ham muốn sáng tạo của con người là vô hạn, ngay cả trong những môn đạo này cũng vậy. Mỗi một môn đạo lớn trong quá trình giao thoa phát triển, lại xuất hiện thêm bao nhiêu môn đạo nhỏ, bao nhiêu môn đạo phụ thì chúng ta không thể tưởng tượng được. Sự hiểu biết của ta về thế giới này vẫn chỉ là một góc của tảng băng trôi. Hồ Ma trong lòng thầm nghĩ, bây giờ ta đã đi theo con đường thủ tuế, nhưng lại phải học bản lĩnh trấn tuế. Nội dung trên trấn tuế thư lại thuộc môn nào nào, tẩu quỷ hay là một loại khác mà ta không biết. Có liên quan đến chuyện trấn tuế thư, không tiện hỏi thẳng Nhị Oa Đầu, chỉ hơi động lòng, nói, lần này đi làm việc cùng Dương Cung, lại gặp phải tẩu quỷ nhân của Thanh Y Bang, lão ca, ngươi có hiểu biết gì về tẩu quỷ nhân môn đạo này không? Tẩu quỷ nhân, Nhị Oa Đầu nghe xong thì sửng sốt, sau đó cười nói, đây là môn đạo dễ nhập môn nhất, rất nhiều trong giang hồ. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, phần lớn tẩu quỷ nhân vẫn khá dễ đối phó, bởi vì môn đạo tẩu quỷ nhân này, người bình thường không học được tinh túy. Đốt tiền, nói xong liền tùy tiện nói với Hồ Ma một số điều về tẩu quỷ nhân, quả thực, rất có lý, khiến Hồ Ma mở rộng tầm mắt. Hai người trò chuyện tận hứng, Nhị Oa Đầu mới lưu luyến không rời thối lui ra khỏi kết nối, còn có chút bất đắc dĩ cảm khái. Ai,
Nếu mỗi lần cùng tiểu thư Bạch Bồ Đào Tửu nói chuyện phiếm, đều có chủ đề giống như nói chuyện cùng ngươi thì tốt quá rồi. Hồ Ma nghe xong cũng có chút không nói nên lời, sao lại bị ghét bỏ một cách vô cớ. Nhưng sau khi ra khỏi bản mệnh linh miếu, trong lòng cũng đang bất đắc dĩ nghĩ đến kỳ nhân dị sĩ, các loại môn đạo. Thế giới này thực sự sâu sắc, kỳ lạ và phức tạp. Bản thân và nhị oa đầu, Bạch Bồ Đào Tửu và những người chuyển sinh khác, rốt cuộc là vì lý do gì mới đến thế giới này? Chỉ để sống sót trên thế giới này, ngay cả khi học được một chút bản lĩnh, đứng vững gót chân, cuối cùng sẽ chờ đợi mình, lại là gì? Hồ Ma xưa nay chưa có thời gian nghĩ đến vấn đề trọng yếu nhất này, bây giờ nghĩ đến, hắn càng cảm thấy đau đầu và bối rối. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài và giấu câu hỏi ban đầu này vào phần sâu nhất trong lòng của mình. Mãi đến khi trời còn tối, nghe thấy tiếng ở cửa viện, hắn mới đứng dậy khỏi giường, nhìn thấy người hầu già của trưởng quỹ họ Ngô dẫn xe ngựa đi vào, đỗ ở cạnh sân trong, bắt đầu chuẩn bị hành lý. Hồ Ma tiến lên giúp đỡ, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cũng không làm kinh động những tiểu nhị khác. Khi trời vừa hửng sáng, tiễn hai người già và một trẻ ra khỏi trang trại. Mờ mờ nhìn thấy họ đi xa, trong sương mù, Ngô Hòa muội tử còn vén rèm nhìn lại. Nhưng bản thân ngoài việc vẫy tay chào tạm biệt cô ấy, thì còn có thể làm gì khác. Trong lòng lại sáng tỏ, đường đời gian nan, số phận trắc trở, dù là người chuyển sinh hay cư dân bản địa của thế giới này, thì cũng chỉ là những kẻ khốn khổ mưu cầu sự sống mà thôi. Cần gì phải nghĩ đến những điều xa xôi, trước tiên hãy sống sót, rồi hãy nghĩ đến chuyện sống cho ra hồn. Các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.